Xin chào các bạn đã trở lại với Minh Vũ Tech Review. Khi sử dụng máy tính trên Windows 10, có lẽ khá nhiều lần các bạn cảm thấy khó chịu với việc máy khởi động lâu và cần một khoảng thời gian để máy có thể hoạt động mượt mà phải không nào? Điều này sẽ xảy ra khi máy của bạn có cấu hình không quá cao và có quá nhiều chương trình ngầm khởi động cùng Windows. Vậy nên một trong những giải pháp để tăng tốc Windows 10 ở giai đoạn khởi động là tắt các chương trình khởi động cùng hệ thống. Dưới đây là vài cách để tắt các chương trình khởi động cùng Windows 10, giúp tăng tốc khởi động Windows 10 của bạn. Cách 1. Tắt ứng dụng khởi động cùng Windows bằng msconfig. Lưu ý, cách này áp dụng được cho các phiên bản Windows, chỉ khác chút về giao diện thôi bạn nhé. Trước khi bắt đầu, bạn nên tạo điểm khôi phục hệ thống hoặc sao lưu máy tính để có thể phục hồi lại trong trường hợp xảy ra những vấn đề không mong muốn. Nếu thực hiện các bước này trên những mạng bị kiểm soát, ví dụ mạng ở cơ quan, công cụ ở bước này có thể bị admin quản trị mạng của cơ quan vô hiệu hóa. Để vô hiệu hóa các ứng dụng khởi động cùng Windows bằng msconfig trên Windows 10, bạn làm như sau. Nhấn Windows R để mở cửa sổ du nhập msconfig vào và nhấn Enter. Trong cửa sổ System Configuration, bạn chọn tab Services. Tại đây sẽ hiển thị danh sách tất cả các dịch vụ của máy tính. Ở cuối cửa sổ có một tùy chọn là Hi on Microsoft Services. Bạn tích vào đó để ẩn các dịch vụ của Microsoft đi. Tiếp theo bỏ chọn ở những dịch vụ mà bạn thấy không cần thiết. Nhấn Apply khi bạn hoàn tất việc chọn. Cách 2. Sử dụng Task Manager. Bước 1. Mở Task Manager bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl+C. Hoặc cách khác là kích chuột phải vào khoảng trống bất kỳ trên thanh taskbar, sau đó click chọn Task Manager. Bước 2. Trên cửa sổ Task Manager, bạn click chọn nút More Detail. Bước 3. Tiếp theo click chọn tab Startup. Bước 4. Tại đây kích chuột phải vào các chương trình mà bạn muốn ngừng khởi động cùng hệ thống Windows 10. Sau đó click chọn Disable là xong. Khi hoàn tất việc tắt các ứng dụng, bạn khởi động lại máy tính và nó sẽ load mà không có các dịch vụ và chương trình khởi động cùng máy tính mà bạn đã bỏ chọn trong bước 1 và 2. Cách 3. Xóa các chương trình khởi động cùng hệ thống từ thư mục Startup. Bước 1. Mở cửa sổ lệnh Zoom bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows R. Bước 2. Trên cửa sổ lệnh Zoom, nhập Cell, Startup vào đó rồi nhấn Enter để mở thư mục Startup. Bước 3. Lựa chọn shortcut chương trình mà bạn muốn gỡ bỏ khỏi các chương trình khởi động cùng hệ thống trên Windows 10 rồi nhấn phím Delete để xóa. Cách 4. Sử dụng CCleaner. Bước 1. Tải CCleaner về máy và cài đặt. Bước 2. Tiếp theo mở CCleaner mà bạn vừa cài đặt xong, sau đó click chọn Tools rồi click chọn Startup. Bước 3. Tại tab Windows, chọn các chương trình mà bạn muốn xóa bỏ khỏi các chương trình khởi động cùng hệ thống, sau đó click chọn Disable. Chúc các bạn thành công!